Chào các bạn, hôm nay Tuệ An sẽ giới thiệu với các bạn một bộ hồ sơ xây nhà mới mà Phong thủy Tam Nguyên vừa mới thực hiện. Đây là nhà của một gia chủ sinh năm 1994, giáp tuất tại Bình Dương. Sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng thì đội ngũ thiết kế của Phong thủy Tam Nguyên đã ngay lập tức khảo sát và bắt tay vào thiết kế để mang đến cho gia chủ một căn nhà vừa đẹp về hình thức, vừa chuẩn về phong thủy. Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia của Phong thủy Tam Nguyên nhận thấy căn nhà hướng Đông Nam sẽ rất phù hợp với gia chủ tuổi Giáp Tuất. Gia chủ nên cư trú trên mảnh đất này sẽ vượng long, vượng khí. Ngoài ra, tuổi Giáp Tuất còn có thể chọn trạch đất hướng Tây Nam làm nơi kinh doanh hoặc cư trú, sẽ phát triển rất lâu dài và bền vững. Gia chủ Giáp Tuất sinh năm 1994 nên chọn ngoại thất theo ngũ hành hỏa thổ với các họa tiết hình đa giác, hình zig zag, hình sao, hình vuông. Màu sơn mặt tiền nên chọn màu sơn theo màu hồng cánh sen, vàng hồng, vàng cam, vàng nhạt. Về gạch lát sân vườn, gia chủ nên chọn màu gạch theo ngũ hành hỏa thổ như màu đỏ nâu, nâu vàng, vàng cam, vàng. Ngoài ra, gia chủ nên trồng nhiều cây xanh và hoa để tăng vượng khí cho căn nhà. Các loại cây hoa thường dùng như hoa hồng môn, lan ý, tùng trúc, trạng nguyên, lô hội. Đi sâu vào bên trong về phần nội thất và bếp, lan can cầu thang, họa tiết trang trí, vách, khối trang trí nên sử dụng ngũ hành thổ kim, bao gồm các hình như hình vuông, khối vuông, hình tròn, hình bầu dục. Màu sắc nội thất trong nhà nên dùng các gam màu như màu vàng cam, vàng nhạt, vàng trắng hay ghi xám. Bên cạnh đó, Phong thủy Tam Nguyên còn tư vấn về kích thước cửa và số bậc cầu thang phù hợp với căn nhà và theo chuẩn phong thủy. Gia chủ Giáp Tuất 1994 có thể theo dõi và chọn một số kích thước sau. Về số bậc cầu thang, gia chủ hãy chọn số sinh là số lẻ. Số bậc cầu thang được tính từ sàn này lên sàn kế tiếp, không tính tổng số bậc. Ngoài ra, Phong thủy Tam Nguyên còn cung cấp phương pháp động thổ, vị trí động thổ, phương pháp trấn trạch, nạp khí, kích vận đất để tăng cường sinh vượng cho công trình. Lên phương án thiết kế vị trí cấp thoát nước và công trình ngầm. Kích hoạt, hóa giải vận khí các phương vị trong nhà bằng các vật phẩm phong thủy. Mô phỏng tổng thể nhà, tổng mặt bằng và mặt bằng công năng các tầng được Phong thủy Tam Nguyên nghiên cứu công năng kỹ lưỡng theo nhu cầu và chức năng sử dụng. Kết hợp với nghiên cứu phong thủy để sắp xếp vị trí phù hợp theo phương vị của ngôi nhà. Hướng và vị trí bố trí nội thất, vị trí mở cửa sổ, cửa đi đã được nghiên cứu đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng và yếu tố phong thủy. Bên cạnh đó, Phong thủy Tam Nguyên còn hướng dẫn nghi thức xem ngày và các vật phẩm phong thủy giúp tăng cường tài lộc. Hướng dẫn gia chủ cách sắp đặt ban thờ gia tiên, an vị bát hương và thử tự đúng nghi lễ để gia đạo hưng vượng, con cháu phát triển, tổ nghiệp bền vững. Tất cả các nghi thức, nghi lễ khi xây dựng công trình được hướng dẫn tỉ mỉ, cẩn thận để gia chủ có thể tự làm hoặc phối hợp với các thầy cúng, pháp sư để đàn lễ hanh thông. Chúng tôi hy vọng bằng cách kết hợp thiên địa nhân khí, phối hợp căn nhà với các hình thế xung quanh và tư vấn việc sắp xếp công năng từ cổng cửa, vị trí các phòng, hệ thống công trình ngầm và các biện pháp trấn trạch, hóa sát sẽ giúp quý gia chủ bình an và tăng sinh tài lộc.